Chào mừng tất cả các bạn đã quay trở lại với Mitamen, thời trang làm cao cấp. Trước khi vào video thì các bạn đừng quên ấn like, đăng ký kênh và bấm chuông để cập nhật những mẫu sản phẩm mới nhất, hot nhất trên thị trường các bạn nhé. Thì hôm nay mình sẽ mang đến cho các bạn một mẫu quần short nam đến từ thương hiệu Levi, cực kỳ là nổi tiếng rồi các bạn ạ. Mẫu quần này của chúng ta thì một màu xanh, xanh da trời các bạn, màu cực kỳ là tươi, rất là sáng và rất là trẻ trung. Đấy, mẫu quần short này của chúng ta rất là đẹp. Ở phía trên đây thì chúng ta có chiếc tag, rồi là màng bìa cao cấp. Bìa cao cấp, tất cả những chi tiết trên chiếc quần này thì đều là chất liệu cao cấp nhất nha các bạn nha. Vì đây là quần chính hãng nhập khẩu xách tay. Các bạn để nhìn thấy bìa của chúng ta thì có rất là nhiều vết nhăn nheo. Đây là vết hằn của thời gian, chứ không phải là bị nhăn nheo này là do giặt đâu các bạn ạ. Đó, nó rất là bền, rất là tốt luôn, không thể mà bị bục được. Ở các cạnh thì đều được may. Đấy các bạn thể nhìn thấy đấy, đều được may bằng những đường chỉ màu vàng, đó, màu cam, cực kỳ là chắc chắn luôn. Hình nó in trên rất là rõ nét, rất là sắc nét, rất là đẹp. Phía dưới đây chúng ta thiết kế một chiếc túi rất là vừa vặn và được thêu một họa tiết đặc trưng của Levi, cái chim ở đây. Đó, hình cái chim của chúng ta rất là mềm mại và túi thì được may bằng những đường chỉ đôi, rất là chắc chắn luôn, túi sẽ không thể bị bung bục được. Đó, phía bên cạnh chúng ta có một chiếc red tag thêu chữ Levi dọc từ trên xuống dưới để đảm bảo đây là hàng chính hãng. Đây, chiếc quần short của chúng ta thì có chiều dài như vậy đấy các bạn ạ. Thì mình sẽ mở ra cho các bạn xem phía bên trong. Đây, ở phía bên trong thì các bạn có thể nhìn thấy là chiếc quần short của chúng ta có một màu xanh rất là tươi. Ở hai bên đùi đây thì chúng ta được vuốt nhẹ để tạo một chút điểm nhấn cho chiếc quần nó hơi sáng sáng các bạn ạ. Đây, ở đằng trước đây chúng ta có túi quần rất là rộng rãi, có thể bỏ vừa được ví tiền và những mẫu điện thoại lớn nhất, cực kỳ là an toàn. Túi quần thì được một lớp vải rất là mềm, họ sờ rất là thích luôn các bạn ạ, vô cùng là sướng tay. Ở bên cạnh thì chúng ta có những chiếc đinh tán được làm bằng đồng với chất 100% sáng bóng và vô cùng nổi bật trên cái tông màu xanh này. Đó, đây chúng ta có một túi nhỏ thì bỏ vừa được vật lửa và những vật dụng nhỏ, cực kỳ là tiện lợi. Ở đây chúng ta có khuy quần được làm bằng kim loại sáng bóng và được điêu khắc chữ vô cùng là tỉ mỉ và chi tiết, rất là công phu. Khóa quần thì được làm bằng đồng. Đó, các bạn nhìn thấy đấy, khóa được làm bằng đồng với chất 100%. Kéo rất là trơn tru và mượt mà, mình thấy kéo rất là thích luôn các bạn ạ, rất là thích. Và trên khóa thì được điêu khắc chữ Levi, đó, đảm bảo đây là hàng chính hãng nha anh em nhé, vì được làm bằng đồng nên không thể là bị han gì được, đảm bảo với độ bền cho anh em sử dụng lâu dài. Thì bên trong thì các bạn thể nhìn thấy là chất liệu vải này, đấy, chất liệu vải thì cực kỳ là tốt luôn, những vân vải màu rất là đẹp, không thể bị phai màu được. Những đường chỉ may bên trong thì đều là những đường chỉ đôi rất là chắc chắn, nhưng anh em ông to mặc thì sẽ rất là vừa vặn. Đó, cực kìa tuyệt vời. Đây, phía bên đây chúng ta có những chiếc tem làm bằng lụa, rất là mềm mại và được in những thông số hướng dẫn sử dụng và cũng như nguồn gốc xuất xứ của sản phẩm. Đây các bạn thể nhìn thấy này, đó, Make in Thái Lan, được nhập khẩu của xách tay từ bên Thái Lan về đấy các bạn ạ. Ở đây chúng ta có một chiếc túi và được in logo của thương hiệu và lịch sử của thương hiệu này. Đó, cực kìa tuyệt vời luôn. Những chiếc đinh tán bên trong thì cũng được điêu khắc rất là tỉ mỉ và công phu. Ở mặt sau của chiếc quần thì các bạn cũng có thể nhìn thấy là chúng ta được thiết kế hai túi rất là cân đối. Đó, và đều được thêu họa tiết đặc trưng của Levi, hình cánh chim ở đây. Đó, một quần rất là đẹp. Đây là quần short, nên là sẽ được thiết kế một chút độ co giãn các bạn nha. Đây các bạn thể nhìn được đấy, để cho chiếc quần của chúng ta mềm mại và thoải mái hơn khi sử dụng. Những lần chỉ may thì vô cùng là đều, thẳng. Đó, đều tăm tắp luôn vì được sử dụng công nghệ may tân tiến nhất các bạn nhé, cực kỳ là tuyệt vời. Mẫu quần này mặc đi chơi thì không có gì để bàn cả, rất là mát mẻ, thông thoáng, rất là cao. Vừa rồi mình đã giới thiệu qua cho các bạn về mẫu quần short nam Levi cực kỳ là chất màu xanh rất là tươi, rất là trẻ trung. Nếu các bạn muốn sở hữu mẫu quần này thì hãy liên hệ ngay cho Mitamen thời trang nam cao cấp qua số Zalo và số điện thoại mình để phía bên dưới màn hình. Còn bây giờ xin chào và hẹn gặp lại các bạn.